một thuyền viên tử vong do đứt dây kéo lưới đánh cá trên biển. Trong quá trình kéo lưới, dây thừng bị đứt văng trúng dụng cụ trục tàu và va vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trưa ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan và trưng cầu giám định pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng nay, ngày 15 tháng 2, tàu cá BTS 84919TS do ông Nguyễn Ngọc Quý, chú phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, làm chủ, đánh bắt hải sản trên vùng biển cách vùng biển Phan Thiết khoảng 22 hải lý thì xảy ra sự cố chết người. Theo các thuyền viên trên tàu cá, trong quá trình kéo lưới từ dưới biển lên thì dây thừng bị đứt văng vào dụng cụ để trục tàu trúng người ông Trần Tuất, 66 tuổi, chú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, khiến ông Tuất tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chủ tàu đã liên hệ với bộ đội biên phòng và các ngành chức năng và đưa thi thể ông Tuất vào bờ. Đến 10 giờ sáng nay, tàu cá đã đưa thi thể ông Tuất vào đất liền. Sau khi lực lượng chức năng lấy lời khai những người liên quan, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.